Mình xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shopton Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 4 tháng 2 năm 2021. Lời đầu tiên kính chúc tất cả quý anh chị chúng ta có những ngày cuối năm gặp nhiều thuận lợi và may mắn trong công việc. Trong video này thì mình mới vừa về cái ba lô của DeWant và ba cái áo sưởi của hãng DeWant nhập từ thị trường Mỹ luôn. Tại sao có ba cái áo sưởi? Vì được rồi có một anh khách anh đặt mà hàng về chậm, cái mình lúng túng mình đặt quá nhiều ở các chỗ để cho nó về nhanh, thì nó lại không về nhanh mà nó về cùng lúc tới thời điểm giờ, coi như là mình đặt tổng cộng là 4 cái, rất là chua. Thì cũng mùa cuối năm cũng như là vừa qua cái đợt lạnh vừa rồi thì mình sẽ bán sale luôn, bán bỏ. Mấy anh nào mình có nhu cầu cảm thấy cấp thiết thì chúng ta nên mua để năm sau giá nó sẽ thay đổi khá là cao, ít nhất cũng phải là 20-30% á. Này mình bán lỗ vốn nha để mình thu hồi tiền về. Rồi mời tất cả quý anh chị chúng ta sẽ cùng nhau xem chi tiết từng sản phẩm trong video này. Ok, đầu tiên sẽ là cái ba lô. Ba lô này đặc trưng của nó là cái đế dưới của nó đứng rất là cứng. Mình để cái ba lô là nó đã đứng rồi. Và ở phía ngoài này nó có những cái hộc để mình có thể dắt cái kềm theo. Đương nhiên ở nước ngoài thì nó dắt thoải mái, còn ở Việt Nam mình khi mà xài thì chúng ta dắt xong rồi chúng ta cất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 lần 2 là 18 cái. Rồi tiếp theo một cái ngăn to ở ngoài này để mình có thể đựng đồ được. Một cái sự ưa thích mà đối với cái túi hàng nhập á là cái sợi mô tiêu của nó kéo rất là nhẹ, rất là thoải mái luôn, kéo nhẹ tinh luôn. Rồi anh chị thấy bề ngoài nó làm rất là chắc chắn ha. Tất cả các vải bố của hãng DeWant làm rất là chắc chắn, mình đựng đồ chịu lực rất là cao. Rồi phía bên đây nó cho mình cái vị trí để chúng ta gài cái ba lô này, làm cũng rất là cứng nha. Rồi ở đây một cái túi, ở đây cái túi. Rồi hồi nãy mình đã mở cái ngăn ngoài rồi, thì chúng ta sẽ vô bên ngăn trong. Ở ngăn trong này thì nó có một ngăn đựng ở đây mà nó có cái gài dây lại để chúng ta có thể đựng sổ sách hoặc là iPad gì đó. Nó gài lại thì nó sẽ vô cái vị trí rất là cứng, một cái vị trí rất là cứng, nó không có bị rớt ra. Chúng ta gài dây lại. Rồi bên đây là một cái hộc, một là mình đựng pin hoặc là điện thoại hay gì đó. Rồi tốt nhất thì mình nên sẽ đựng cục pin ở đây, nó sẽ hiệu quả hơn. Một cái vị trí trống rất là to để mình có thể chứa rất là nhiều dụng cụ trong đây. Đó, vị trí chỗ này rất là to luôn, rộng rãi. Rồi đây là hai cái ngăn to ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 6 cái ngăn nhỏ tiếp theo. Này có thể đựng kềm, búa này kia được hết. Một cái túi này cái mẫu rất là đặc biệt. Nó ít cái vị trí dắt dụng cụ nhưng mà cái khoảng trống của nó dành cho đựng đồ rất là nhiều, nó hiệu quả và hay hơn là một cái túi mà nhiều đồ nghề. Bởi Việt Nam mình không có thể nào sắm được nhiều đồ nghề như phương Tây đâu, nhưng mà mình có nhiều món linh tinh chúng ta có thể gắn vô được. Rồi đây là sợi dây đeo, và cái mặt này là cái mặt êm để nó ốp vô lưng của mình và nó tạo cái độ hơi bị cứng. Nhưng mà cái bộ cứng này để chi, cái ba lô thẳng và cái lưng mình nó sẽ thẳng theo, chứ nó không có quá cứng nha. Cái này nó cứng và nó êm, nó tạo độ thẳng cho lưng cũng như là đeo nó thoải mái. Và hai sợi dây đeo làm rất là êm và chắc chắn. Nó có thêm những cái vị trí dắt để mình dắt kềm nè, khi mình thao tác 1, 2, 3, 4, 5, 5 x 2 là 10. Như vậy thì cái túi này nó ít cái vị trí dắt đồ hơn, nhưng mà nó cho mình cái khoảng không rất là nhiều để mình chúng ta đựng rất là nhiều đồ. Ở đây một cái quai sắt, ở đây hai cái quai sắt, hai cái cùng lúc trợ lực rất tốt, và cái quai đeo. Đối với những cái túi ba lô của DeWant hoặc là hàng nhập như Milwaukee thì nó làm rất là chắc chắn và cái ba lô này chịu lực rất tốt, xài rất là bền. Rồi đó là xong cái ba lô trong cái video này. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu lại với mấy anh về cái áo sưởi của hãng DeWant nhập từ thị trường Mỹ nha. Cái ba cái áo đợt này là cùng cái size M. Thì anh nào mà mình từ 70kg, 75kg trở xuống chúng ta mặc rất là đẹp.
cái form ở đây nhìn rất là đẹp luôn, thiết kế rất là thời trang. Rồi cái vải phía bên ngoài này nó có khả năng là chống lạnh, chống gió và chống cả nước mưa, nó chống ba thứ, do đó cái chất liệu bề ngoài làm rất là xịn. Rồi phía trong cái lớp này, cái lớp bên trong này không phải là lớp nỉ mà nó là cái lớp lông cừu. Xin nhắc lại, nó là cái lớp lông cừu, lông cừu nó rất là ấm. Rồi ở đây là một cái vị trí để chúng ta để pin vô và chúng ta để pin vô, cái để đắp đốc sạc vô, chúng ta sạc ở trong đây, cái giắc là chúng ta gắn vô đây. Rồi một cái túi kế bên, mình có thể để sạc điện thoại được, mình có thể để điện thoại sạc được luôn. Cái này để điện thoại sạc được luôn này. Rồi ở đây có một ngăn, mình thích để đồ gì để cũng rất là rộng rãi, có thể là bóp là ví hay là những gì đó, nhưng mà ví thì mấy anh tốt nhất mình để phía trong này, bởi vì nó sẽ an toàn hơn, nó không có bị rớt và cũng tránh bị mất cấp. Ở ngoài này mình có thể để những cái vật dụng khác. Rồi ở đây mình có thêm hai cái túi cũng rất là rộng rãi, to và thoáng, mình có thể để đồ rất là nhiều. Bên đây cũng vậy luôn. Về cấp độ sưởi, nó cho mình hai cái cấp độ sưởi, sưởi ấm ấm và sưởi nóng. Đối với cái túi này thì khi cái áo này khi mấy anh chúng ta cần giặt thì chúng ta nên tháo tất cả cái thiết bị sưởi ấm ra rồi mình sẽ giặt được ha, rất là đơn giản. Khí hậu Việt Nam mình nó nóng thì mình mặc áo này nó sẽ chống nóng, đừng có bật cái sưởi lên là ok. Ở đây là cái phần sạc pin và một cái túi ngoài. Đây có một cái túi để chúng ta đựng pin, đựng đốc sạc, hoặc là có thể đựng được cái điện thoại của mình trong đây. Ở trong đây nó chia làm hai cái ngăn luôn, một ngăn thì chúng ta để đốc, một ngăn thì chúng ta để cái pin, và chúng ta có thể để cái điện thoại sạc được luôn, rất là tiện dụng. Tại vì trong cái đốc đi theo cái này, cái áo này, ngoài ra nó còn cho mình thêm kèm thêm một cái đốc nữa. Cái đốc sạc. Đây cái đốc sạc. Thì mấy anh chúng ta gắn cục pin vô, chúng ta để vô cái vị trí túi á, mình có thể sạc được nè. Và đồng thời đó kế bên mình có thể sạc được cái điện thoại của mình luôn, có nghĩa là nó ra hai cổng, nó kéo rất là tiện. Rồi đợt cuối năm này thì mình về dư ba cái, thì đã qua cái mùa rồi, cho nên mình bán thanh lý hoặc là bán lỗ luôn. Cho nên mấy anh nào mình có nhu cầu thì xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 0823978258, hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hòa Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Rồi, cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.